Thưa quý vị, ngày 11 tháng 3, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ JW thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu nạo vét khẩn cấp filler mông cho nữ bệnh nhân LTK, 26 tuổi, ngụ Đà Nẵng, vì trước đó bệnh nhân tiêm filler vào mông gây biến chứng. Theo lời kể của bệnh nhân, qua lời quảng bá và hướng dẫn từ xa của người bạn hành nghề tại một spa ở Malaysia, chị LTK, 26 tuổi, ngụ Đà Nẵng đã đặt mua filler với giá 150 triệu đồng. Trước đó, chị đã từng tiêm filler nhiều lần lên mặt, ngực, mông. Lần này, chị nhờ bạn thân tiêm giùm nhằm tiết kiệm chi phí. Ngay sau khi tự tiêm filler, vùng mông bệnh nhân bị sưng tấy, căng cứng, tụ thành khối áp xe lớn và đau nhức âm ỉ không ngừng. Chị đã tự rạch da, nặn filler ra nhưng bị nhiễm trùng tạo dịch. Sau đó, bệnh nhân vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm bác sĩ điều trị. Tuy nhiên, trên đường đi do đau đớn nên đã ghé vào một cơ sở y tế để được sơ cứu khối áp xe đang trào dịch. Đến bệnh viện JW thành phố Hồ Chí Minh, kết quả chụp MRI cho thấy filler đã lan rộng khắp vùng mông trái của bệnh nhân. Đến khu vực xương chậu, nhiều vùng bị vón cục. Ở giữa vùng biến chứng filler có vết thương sâu, chảy dịch, cần phải xử lý nạo vét khẩn cấp, nếu không sẽ dẫn đến hoại tử. Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện JW cho biết. Bệnh nhân tới bệnh viện trong một cái trường hợp rất đặc biệt. Đầu khi nhìn cái dáng cái cô này vào là thấy rất là đáng thương, vừa đi vừa khóc. Thì cái câu đầu tiên mà cô nói mà tôi rất là ấn tượng. Bác sĩ ơi, cứu em, mong em thúi rồi. Thì mới hỏi ra là mà bạn này đã bị tiêm filler. Tiêm mỗi bên 300cc, tức là hai bên 600cc. Một cái lượng khủng khiếp. Và tôi khám thì tôi thấy đây một trường hợp là cần mà xử lý cấp cứu, tức là một cái áp xe mông lan tỏa. Nó to khoảng bằng bằng tay thế này. Lan tỏa hết. Cái này mình nếu mình không giải quyết để tiếp tục là cái áp xe này có thể gây một trường hợp nguy kịch là nó nhiễm trùng huyết. Là nguy hiểm tính mạng. Và khi mổ vào rồi thì cái khó khăn là cái áp xe đi nó ngóc ngách như tổ ong vậy. Việc tích tụ mô hoại tử trong một thời gian dài sẽ tạo thành mủ dịch, chậm có thể dẫn đến hoại tử toàn bộ mông. Đây cũng là lý do chính bệnh nhân bị đau nhức và bốc mùi hôi thối.